Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Vũ Bookstore. Kênh của mình sẽ thực hiện một series những câu chuyện ngụ ngôn hay và mang ý nghĩa sâu sắc, được mình chọn lọc kỹ càng để đưa tới cho các bạn. Những câu chuyện ấy sẽ mang tới cho các bạn những bài học giá trị và những phút giây thư giãn sau một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với một câu chuyện khá thú vị, nhưng bài học lại không kém phần sâu sắc. Câu chuyện này rất nổi tiếng trên thế giới. Đó là câu chuyện hiệu ứng ếch bị luộc. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Có một chú ếch được thả vào một nồi nước lạnh. Nồi nước không hề đậy vung và sau đó được đặt lên một cái bếp. Ban đầu, nước vẫn còn lạnh thì chú ếch không hề có phản ứng gì. Nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ, khiến chú ếch thích nghi và không hề nhận ra có sự thay đổi. Càng về sau, nồi nước càng trở nên nóng hơn, nhưng chú ếch vẫn không hề để ý đến điều đó, vì nhiệt độ chỉ tăng từ từ mà thôi. Cuối cùng, đến lúc nước sôi, thì chú ta mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này thì đã quá muộn. Chú ếch đã bị luộc chín trong nồi nước. Bài học rút ra trong câu chuyện này đó là điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là thử thách hay sự thay đổi mà chính là sự đứng yên. Cuộc sống không có chỗ cho những người đứng yên để nhìn ngắm nó. Bạn buộc phải hành động, không tiến thì lùi. Câu chuyện con ếch khuyên chúng ta nên để tâm đến các xu hướng thay vì trì hoãn. Cuộc sống không đứng yên, nó luôn thay đổi theo hướng tốt hơn hoặc xấu hơn, nên chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Mỗi ngày, chúng ta phải tự hỏi bản thân mình đang hướng đến đâu? Mình có khỏe hơn, hạnh phúc và thịnh vượng hơn năm ngoái hay không? Mình có đang tốt hơn ngày hôm qua hay không? Nếu câu trả lời là không, bạn cần phải thay đổi việc mình làm. Thật cố gắng và bền bỉ bạn nhé. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.